Đó, một ký như vậy á là 220.000 nè các bạn. Đó. Nó có sẽ có 20 cây. Nhưng mà cái này á, hiện tượng giờ nó đang còn sống nha các bạn. Tại vì nem mà chủ yếu là thịt, họ xay ra rồi họ ướp tẩm rồi mình gói trong những cái lá này chờ nó lên men thôi, chứ thật sự ra là nó không có chín, nó chỉ chín bằng hình thức là lên men giống như kiểu mà vi khuẩn đó các bạn. Các bạn đến với kênh của Action DN nha. Chúc các bạn, chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ. Hôm nay là 25 Tết rồi các bạn ơi. Hôm nay mình chuẩn bị làm một số công chuyện, sẵn đây mình quay clip cho các bạn xem. Thì định cũng chúc cho các bạn, chúc cho mọi người một năm mới được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng nha các bạn. Hôm nay có một cái này cũng hay. Từ thường thường Tết nhích đến đó các bạn, thì mọi nhà đều chuẩn bị hoa, rồi bánh chưng, bánh tét, rồi đặc biệt nhất là những cái món quà để tặng cho những người thân. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn xem là mỗi năm thì thường thường á, mình sẽ đi tặng cho những người thân họ hàng, là đó là một món đặc sản ở khu vực nhà mình đó các bạn. Thì món đặc sản này có tên là nem chua. Thì thực sự ra thì nem chua thì ở đâu cũng có các bạn, nhưng mà cái quan trọng là khẩu vị của mỗi cái miền nó sẽ khác nhau. Nhưng mà đặc biệt thì món nem chua ở Gò Vấp nên mình rất là ngon. Đó, hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn xem thì cái công đoạn mà Tết mình sẽ mua nem chua và mình sẽ đi bỏ vô bao ni lông và để đi biếu họ hàng. Thì đây định sẽ chia sẻ cho các bạn xem về nhà mình nhé. Rồi định cũng chúc cho các bạn, chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì mời các bạn xem video của mình. Ok. Nói chung mà trước khi đi vào vấn đề chính thì định quay về cái tủ rượu nhà mình cho các bạn xem nha. Đây là một cái tủ rượu của nhà mình đấy các bạn ơi. Ở nhà thì không có ai biết uống rượu hết, nhưng mà chỉ thích trưng những chai rượu này thôi các bạn. Nói chung là hôm nào mình sẽ review chi tiết. Đây chỉ là cái tủ rượu đơn giản nhỏ nhắn xinh xắn của gia đình thôi các bạn. Đó. Nói chung là trong đây thì nó không có cái gì gọi là đắt tiền các bạn, nó chỉ là những chai rượu rất là bình thường thôi. Đó. Nhưng mà cả nhà mình rất là thích trang trí cho đẹp đó, cho nên là nhìn cũng dễ thương đó các bạn ha. Đó. So với những gia đình của những người đại gia mà sưu tầm rượu thì mình không có nói, còn gia đình mình thì chỉ là những chai rượu này là do những người thân tặng rồi mình lưu lại các bạn đó, rồi mình trưng trang trí giống như là một cái kỷ niệm nha các bạn ơi. Đó, ai ai thích mà ai là khách quý thích tặng luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính nha các bạn. Rồi, đây là cái đó các bạn nhìn thấy không? Các bạn biết cái này là gì không? Đây là đặc sản nem chua nè các bạn ơi. Đó. Thường thường là các bạn nào mà ở những cái vùng chẳng hạn như là Lai Vung, Đồng Tháp là các bạn về cái xứ nem đó, các bạn sẽ biết cái món này ha. Rồi, nem thì nói chung là ở vùng miền nào cũng có hết, nhưng mà cái khẩu vị của mỗi miền thì nó khác nhau. Chẳng hạn như là ở cái khu vực Gò Vấp mình thì cái khẩu vị là họ ăn nem á cũng hơi ngọt ngọt các bạn, chua chua ngọt ngọt đó. Còn mấy vùng miền khác thì họ làm nem có vẻ hơi lạt hơn xíu, nhưng mà cái vị của nó rất là cay đó. Còn riêng là đặc biệt là ở Gò Vấp mình thì cũng là một cái xứ nem luôn. Nhà mình thì kế bên một cái gọi là cái lò nem đó các bạn. Đó, người ta hay làm những cái món này nè, đây nè. Đặc biệt hôm nay thì nem thì nó có nhiều dạng lắm. Thứ nhất là nem ký khúc bự bự 2-3 cây 1 ký. Rồi nem nhỏ nhỏ, nem bì thính. Nhưng mà riêng nem này thì là gọi là nem nem khúc khúc nha các bạn ha, mình gọi là nó tắt là nem khúc khúc đi. Cái nem này đặc biệt là nó rất là ngon. Bởi vì sao không? Khi mình
mình ăn cái nem bự bự kia á, mỗi lần mà mình cắt ra đó các bạn, đó là mình ăn không hết á, là nó sẽ sinh ra hiện tượng là nó khô, nếu như mình bỏ tủ lạnh thì nó ra khô lắm. Còn cái nem này nè, đó các bạn thấy không, đó một cây nó chỉ vừa bằng dài hơn ngón tay mình xíu thôi, nhưng mà khi mình vừa đủ, chẳng hạn như là khẩu vị một người thì có thể xé ra ăn một cây này, rồi có khi người khỏe khỏe thì ăn hai cây ba cây đó. Nhưng mà một cây là thấy là cũng thấy là vừa đủ miệng các bạn, cho nên là nó sẽ rất là tiện dụng luôn. Mình ăn không hết thì mình có thể bỏ tủ lạnh, mình lấy cái bao ni lông giống vậy đó, mình bỏ vô tủ lạnh, mình cột, mình để từng tầng ngăn mát đó các bạn, mình có thể ăn trong vòng cả tháng luôn đó. Đó, thì hôm nay định muốn chia sẻ cái món quà mà mình chuẩn bị tặng cho người thân nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, đây là những cái bịch ni lông mình đã vô bao bì sẵn rồi, mình chuẩn bị đi phát quà cho những người thân nè các bạn. Đó, mình đi tặng quà chứ, xin lỗi, mình đi tặng quà cho những người thân yêu của mình. Thì ở đây thì hiện tượng số nem trong đây là mình mua hôm qua tới nay là cũng không nhớ nữa, hình như là chắc cũng gần 40 kg nha các bạn. Đó, chẳng hạn như là có một cái bịch này đây, một cái bịch này là một ký nè các bạn. Đó, các bạn thấy nó rất là nhiều không? Đó, một cái bịch này 1 ký, thì 1 ký như vậy là hai, mình mua tại lò đó các bạn. Đó, đây để mình quay lại. Đó, 1 ký như vậy á là 220.000 nè các bạn. Đó, nó sẽ có 20 cây, nhưng mà cái này á, hiện tượng giờ nó đang còn sống nha các bạn, tại vì nem mà chủ yếu là thịt, họ xay ra rồi họ ướp tẩm rồi mình gói trong những cái lá này chờ nó lên men thôi, chứ thật sự ra là nó không có chín, nó chỉ chín bằng hình thức là lên men, giống như kiểu mà vi khuẩn đó các bạn. Đó, bạn nhìn thấy khủng khiếp không, quá trời quá đất luôn. Bây giờ là mình phải về, mình phải giống như một cái chùm này nè, đó các bạn thấy, ôi cái chùm này nó nặng như cái chùm này là 10 kg nè. Bây giờ tí nữa mình sẽ tách nó ra rồi mình bỏ vào trong những cái bao ni lông đó, mình sẽ đi tặng cho những người thân của mình. Mình bảo quản nem này á thì nó cũng rất là dễ dàng, khi mình về mình chỉ treo lên tủ như thế này, mình treo lên rồi khi nào mà mình thấy cái lá ngoài đây mà nó vàng á, mà nó khô chảy nước rồi đó, đó mình ăn thử một cây, nếu mà nó ok thì chua chua thì mình sẽ để tiếp tục ngày nữa, còn nếu mà nó chua rồi thì mình chỉ việc bỏ vô cái bao ni lông như thế này nè các bạn, xong mình cột lại và mình để nó từ dưới tủ lạnh, mình cũng phải bảo quản, mình ăn cả tháng luôn. Khi nào mà có khách đến nhà chơi thì mình chỉ việc đem ra tháo ra rồi mình lột ra, mình sắp ra dĩa rồi mọi người ăn thôi. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn cái món nem chua, cũng không có gì gọi là hấp dẫn, nhưng mà đây là cái công đoạn mình chuẩn bị đi tặng quà Tết cho người thân và trong họ hàng. Thì nếu như các bạn nào mà thích cái món nem này đó, thì các bạn có thể nhắn tin cho mình, mình có thể mua tặng các bạn ăn cho vui. Đối với mình nói một là một, hai là hai nha các bạn, đó, tình cảm là chính thôi. Qua YouTube thì các bạn cũng biết rồi, YouTube khó lấy tiền lắm các bạn ơi, mình hả quay cho vui, chỉ là lên đây tình cảm mọi người thôi. Thì còn ngoài ra là tiền YouTube thì nó giống như còn hơn là cái giọt cà phê các bạn, nó tỷ lệ giống như 1/1000 luôn. Chung là tình cảm con người là chính các bạn ơi, chứ còn mà làm YouTube thì để hy vọng mà lấy tiền thì mình cũng không hy vọng gì đâu, thật sự rất là khó luôn, ai làm thì cũng sẽ hiểu. Thôi video tới đây mình xin dừng nha các bạn, mình mến chúc tất cả các bạn, chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc, làm ăn phát tài phát đạt và vạn sự như ý. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của Action. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.